Dàn mini model là Sony M35. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước này có jack 3.5, ra 3.5, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Chiều cao của loa là 23 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m². Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình, hoặc có thể lấy điện 100V từ ống áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Các bác mua bộ dàn này thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán, số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc mình có thể chuyển đủ 100% đều được nha. Khi chuyển đủ em sẽ tặng cho mình cái jack 3.5 ra 3.5 dùng để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bên em có nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly. Các bác nào có nhu cầu gắn thì cứ liên hệ vào Zalo để nhân viên chốt cho mình nha. Bluetooth gắn trong nó sẽ bắt xa hơn, chất lượng trong hơn và chuẩn hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Đây là tổng thể toàn bộ mặt sau của bộ dàn, góc cạnh của loa rất đẹp nha. Sony M35, công suất âm ly là 45W, công suất loa không ghi trên loa. Loa rất đẹp. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng CD nha. Thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng MD cho các bác tham khảo, và cuối cùng là chức năng kết nối điện thoại. Mình muốn hát chức năng nào thì mình chuyển về chức năng đó và nhấn play. Sony M35 thiên bát nên mình có thể nghe được nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen, remix đều ok. Bây giờ em sẽ test đủ thể loại nhạc cho mình tham khảo. Đầu tiên CD là em test nhạc vàng, sau đó chơi MD là em test nhạc trẻ, và cuối cùng là em test nhạc đen trên kết nối điện thoại nha, cho các bác tham khảo hết chất lượng âm thanh của bộ dàn này. Mình ghim dây vào dàn, một chiều đầu ghim dây vào điện thoại, TV và máy tính.